Ở clip này, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm về cách tôi làm cây trầu bà trồng cột ở vườn. Thông thường thì các giống trầu bà để trồng cột thường là những giống trầu bà sẽ phát triển thành dạng lá rất to khi trồng trưởng thành, ví dụ như giống trầu bà sữa Manjula. Kích thước của lá có thể to gấp 4-5 lần so với cây Manjula được trồng ở chậu treo hoặc chậu bình thường, không cho leo cột. Ngoài ra thì giống trầu bà sữa lá nhọn Marble Queen cũng có thể làm trầu bà leo cột. Giống trầu xanh hoặc vạn niên thanh cũng có thể phát triển lá rất to khi được trồng ở dạng leo cột. Còn đối với cây trầu bà cẩm thạch Enjoy, đây là một giống trầu bà không có khả năng phát triển lá cực to khi trồng ở dạng leo cột. Về dụng cụ để làm cây trầu bà leo cột, có thể tận dụng những dụng cụ có sẵn ở quanh nhà. Có thể làm cột từ rễ lục bình khô được quấn vào thân tre. Tuy nhiên, độ thẩm mỹ của cách làm này không cao. Ngoài ra có thể sử dụng ống nhựa hoặc ống nước PVC, đồng thời kết hợp với vải dụng hoặc những loại vải có sẵn ở nhà để sử dụng làm cây cột cho cây trầu bà leo lên. Ở clip này tôi xin chia sẻ cách làm cây trầu bà leo cột từ ống nhựa PVC. Để làm cột cho cây trầu bà không cần sử dụng những loại ống có chất lượng tốt, tôi sử dụng những loại ống rẻ tiền. Cụ thể, tôi sử dụng loại ống nhựa PVC loại thường, một ống 4m này chỉ có giá khoảng 45.000. Và ống tôi sử dụng để làm trụ cho cây trầu bà leo lên là ống phi 60. Ống có kích thước lớn sẽ giúp tăng diện tích để cho rễ của cây trầu bà bám vào và phát triển. Về vải để bao bọc bên ngoài trụ ống PVC, có thể tận dụng bất cứ loại vải nào ở xung quanh nhà, miễn sao loại vải này dày dặn và có khả năng thấm nước tốt. Để kiểm tra độ thấm nước của vải, có thể nhúng vải vào trong nước. Nếu như những vải lập tức ướt và giữ ẩm tốt thì có thể sử dụng để làm trụ leo cho cây trầu bà. Vải này đã được tôi may sẵn vừa với ống nhựa PVC. Về chiều dài của ống nhựa PVC này, ở vườn tôi làm các trụ trầu bà có chiều cao khoảng 80 cm. Kế đến là công đoạn chọn thân cây trầu bà để dâm cành. Để giúp cho cây trầu bà leo cột sau này có lá to và phát triển nhanh chóng, tôi thường chọn những thân cây to hơn đầu đũa ăn.
khi cắt phần thân cây của cây trầu bà để chăm cành, lưu ý là phần tược non đang phát triển này cố gắng giữ lại sẽ giúp cho cây trầu bà sau khi chăm cành sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Khi chăm cành cây trầu bà, tôi sẽ không sử dụng phần đọt non để chăm cành do đặc điểm là đọt non này rất mềm và dễ bị thối nhũng trong quá trình chăm cành. Giá thể để trồng cây trầu bà leo trụ bao gồm đất thịt, cát, hai loại giá thể này sẽ được trộn lại với nhau và đặt ở bên dưới đáy chậu. Tác dụng của hai thành phần giá thể này là giúp cho chậu được cứng cáp hơn và cây không bị đổ ngã. Ngoài ra thì tôi còn sử dụng thêm xơ dừa và vỏ trấu. Việc trộn đất thịt với cát như thế này sẽ giúp cho giá thể trồng lâu ngày không bị nén chặt và thoát nước được tốt hơn. Về chậu để trồng cây trầu bà leo cột, tôi sử dụng loại chậu có đường kính là khoảng 22-25 cm. Chậu đủ lớn để giữ thân cây trầu bà được đứng vững không bị lật đổ. Sau khi đã đổ hỗn hợp giá thể bao gồm đất và cát vào trong chậu, đã cố định được trụ cây trầu bà, sau đó tôi sẽ tiến hành để xơ dừa và vỏ trấu vào. Khi bỏ xơ dừa và vỏ trấu vào, tôi sẽ không nén chặt để dễ dàng cắm thân cây trầu bà vào. Khi cắm các thân cây trầu bà vào trong chậu, tôi sẽ đặt phần tược non hướng vào phần trụ. Trung bình mỗi chậu sẽ có khoảng 6 đến 7 thân cây trầu bà được cắm vào. Sau khi đã trồng các cây trầu bà vào trong chậu, chậu này sẽ được tôi đặt ở bên dưới một lớp lưới giảm đi 50% ánh nắng. Bước cuối cùng đó là tiến hành tưới nước giữ ẩm cho cây trầu bà trồng trụ. Trên đây là toàn bộ quá trình tôi trồng một cây trầu bà dạng trụ leo.